Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay ẩm thực miền quê mình mời các bạn cùng vào bếp để làm món đậu cô ve vàng xào với thịt bò nhé. Các nguyên liệu để làm món ăn này thì rất là đơn giản thôi. Mình mời các bạn chuẩn bị với mình. Đây là thành phẩm mình vừa mới làm xong đấy ạ. Các bạn chuẩn bị cho mình đậu vàng nhé. Mình dùng 400g đậu vàng này với 200 thịt bò, 200g hành lá và hừng, hành tỏi, hành thơm. Các bạn mà ăn được cay thì chúng ta có thể ớt gia vị, thì trong nữa mình sẽ nói sau. Trước tiên thì mình sẽ làm cái phần đỗ trước các bạn nhé. Đỗ các bạn sẽ nhặt và mình sẽ ngâm qua muối nhé. Đây các bạn, cho mình dùng muối vào đây. Đây ạ, phần đỗ mình sẽ nhặt để mình tước bỏ cái phần này. Đây là đỗ vàng các bạn nhé. Có những cái quả đỗ nó xanh nó lẫn vào này ạ. Quả nào già ấy thì chúng ta bỏ đi nhé. Thì đây là hôm nay mình mua ấy, của cái phải là có mớ này, nhà ăn cũng hết ấy, thì là không chọn được. Cái đỗ này ít, chỉ có trồng nó không được năng suất được bằng cái đỗ xanh, cho nên là họ chỉ trồng để gia đình dùng ấy. Nếu mà không hết thì mới đem đi bán. Các bạn cứ nhặt và mình ngâm trong nước muối như vậy nhé. Đỗ này xào tỏi không ăn cũng ngon rồi, nên là mình chỉ cho thêm một chút thịt bò thôi. Đây các bạn, khi cái phần đỗ này nhá, thì các bạn ngâm cho mình từ 5 đến 10 phút. Ở cái đỗ này thì mình sẽ không phải chẻ ra nữa vì nó cũng không dài lắm ạ. Nó đã ngắn thế này rồi. Sau đó mình sẽ rửa sạch nhé. Cái phần thịt bò này thì các bạn sẽ thái ra cho mình nhé. Nó hơi gân gân một chút ạ. Phần gừng các bạn sẽ băm ra cho mình. Cái phần gừng này mình sẽ cho vào cái phần bò nhé, để mình ướp nhé. Tỏi, hành thơm. Hành lá các bạn sẽ cắt khúc ra cho mình. Đây các bạn, cái phần thịt bò đã xong rồi, các bạn sẽ ướp vào cho mình nhé. Một chút bột canh này, hạt lêm, chút tiêu và chút đường. Và các bạn không thể thiếu là dầu ăn nhé, để cho phần thịt bò này nó mềm ra. Các bạn ướp cho mình khoảng 10 đến 15 phút là được. Thì sau đó mình sẽ xào cái phần thịt bò này lên nhé. Các bạn đun cho mình một nồi nước để mình trần đỗ nhé. Và mình cho vào đây thêm muối ạ. Đỗ chúng ta phải trần để chúng ta xào ăn nó mới đảm bảo tốt nhé. Rồi, nước sôi nên các bạn phải cho đỗ vào.
mình chỉ cần trần qua cái phần đỗ này thôi. Khi trần phần đỗ này các bạn cứ mở vung cho mình nhé, không phải đậy vung, chỉ trần nó sôi lên là được nhé. Đây ạ, khi đỗ đã sôi như thế này rồi nhé, bây giờ mình sẽ vớt cái phần đỗ này ra để mình xào thịt bò trước ạ. Các bạn cho mình chảo lên bếp, mình cho dầu ăn vào nhé. Hành tỏi mình phi thơm lên. Chỉ cần cái phần hành tỏi thơm, các bạn sẽ đổ cho mình cái phần thịt bò vào để mình xào. Gia vị đã vừa chưa nhé. Mình cho thêm một chút nước mắm nữa cho nó thơm mà là vừa. Và các bạn sẽ cho mình cái phần hành lá vào nữa. Bột ngọt thì có thể cho vào đây một thìa bột ngọt nữa, còn không có thì khô. Còn như vậy là được rồi, mình sẽ cho ra đĩa. Đây các bạn chuẩn bị cái đĩa và mình sẽ cho cái phần thịt bò xào đậu cô ve vàng ra nhé. Chúng ta có thể thưởng thức được rồi. Đấy các bạn, như vậy là mình đã được một đĩa thịt bò xào với đậu cô ve vàng rất là đầy như thế này rồi. Mình ăn nhiều rau ấy, cho nên là mình sẽ xào ít thịt bò. Còn các bạn mà ăn nhiều thịt bò thì chúng ta có thể cho thêm thịt bò và giảm bớt rau đi. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách làm xong rồi ạ. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.